Chào mừng quý khán giả và bà con nông dân đang đến với bản tin thời tiết nông vụ của kênh VTC14. Thưa bà con, hiện nay lưỡi áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu, dòng xiết gió tây trên cao duy trì trên khu vực Bắc Bộ, nhiễu động trong đới gió đông trên cao tiếp tục hoạt động trên khu vực Trung và Nam Trung Trung Bộ. Các tỉnh miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao cận nhiệt đới kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, độ ẩm tăng đôi chút. Cụ thể, thời tiết các khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa và mưa nhỏ rải rác. Còn tại khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cũng có mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Thưa quý vị, mùa mưa năm nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ kết thúc sớm hơn bình thường. Ở Trung Bộ, ngoại trừ các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, mưa lớn xảy ra rất ít, tổng lượng mưa trong các tháng đều thiếu hụt rất nhiều so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng trong 2 tháng chính của mùa mưa, tháng 10 và tháng 11, khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, tổng lượng mưa thiếu hụt từ 70 đến 90%. Dự báo trong mùa khô 2012-2013, lượng mưa ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến thấp hơn bình thường, riêng ở Trung Bộ thấp hơn nhiều. Tình trạng thiếu nước khô hạn có khả năng xảy ra nghiêm trọng trên diện rộng ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, xảy ra cục bộ một số vùng thuộc khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Độ mặn có khả năng xâm nhập sâu vào vùng cửa sông, ven biển khu vực Trung Bộ. Các địa phương và các ngành liên quan cần chủ động phòng chống hạn hán ở các khu vực trên. Sau đây mời bà con theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng đêm nay và ngày mai. Miền Bắc, các tỉnh Tây Bắc trời nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 18 cho đến 21 độ. Riêng Điện Biên và Lai Châu là từ 22 đến 25 độ, độ ẩm là từ 80 đến 100%. Ở phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 15 cho đến 18 độ, ở vùng núi có nơi từ 12 đến 14 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 17 đến 20 độ và độ ẩm là từ 80 đến 90%. Khu vực đồng bằng sông Hồng trời nhiều mây, có mưa mưa nhỏ, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 17 đến 20 độ, độ ẩm là từ 80 đến 90%. Thưa quý vị cùng bà con nông dân, mặc dù gặp bất lợi do thời tiết diễn biến bất thường, lịch thời vụ chậm, song giống lúa lai 3 dòng GS9 vẫn sinh trưởng và phát triển tốt tại tỉnh Phú Thọ. Thông qua mô hình trình diễn lúa lai 3 dòng GS9 tại xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê, bà con nông dân trong xã đã được hướng dẫn áp dụng những nguyên tắc cơ bản của hệ thống thâm canh lúa cải tiến, thực hiện tổng hợp các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp, quản lý dinh dưỡng và quản lý nước như cấy mạ non, cấy một rảnh, cấy thưa, quản lý nước làm cỏ sục bùn bằng tay, bón phân hữu cơ. Kết quả cho thấy, so với cấy theo tập quán cũ, các mô hình áp dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến đã tiết kiệm được 50% lượng giống đối với lúa lai và 80% với lúa thần. Do cấy thưa và bón phân cân đối nên cây lúa khỏe, các loại sâu bệnh như sâu cuốn lá, khô vằn, dày rất nhẹ, không phải sử dụng đến thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ cỏ. Năng suất bình quân với lúa lai đạt trên 7,5 tấn một hecta và lúa thuần trên 5 tấn một hecta. Chuyển sang thời tiết khu vực miền Trung, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 21 đến 24 độ và độ ẩm là từ 80 đến 90%. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, có mưa, có nơi có mưa vừa, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 26 đến 29 độ và độ ẩm là từ 80 cho đến 90%. Chuyển sang thời tiết khu vực Tây Nguyên. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 30 độ và độ ẩm là từ 50 cho đến 60%. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 33 độ và độ ẩm là từ 60 cho đến 70%. Thưa quý vị, hiện nay nhiều hộ dân ở Kiên Giang đang nuôi gà an toàn sinh học, gà thả vườn với giống gà nòi chân vàng mang lại hiệu quả cao. Đây là giống gà do Trung tâm Giống Nông Lâm Ngư nghiệp Kiên Giang chọn tạo và cung ứng ra thị trường với các đặc điểm là thân bầu dục, phần ức nở, da màu vàng nghệ, chân màu vàng cam, phần đùi phát triển mạnh. Giống gà này thời gian qua đã được Trung tâm Khuyến Nông Khuyến Ngư Kiên Giang chọn để cung ứng cho các hộ dân thả nuôi theo mô hình an toàn sinh học đạt hiệu quả cao. Theo các hộ dân tham gia mô hình này,
cho biết giống gà nòi chân vàng có nhiều ưu thế hơn so với các giống gà công nghiệp hoặc gà nòi truyền thống. Gà nuôi tăng trọng nhanh, hệ số tiêu tốn thức ăn thấp, gà thương phẩm được thị trường tiêu thụ mạnh do thịt săn chắc và thơm ngon. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết nông vụ của VTC14. Xin kính chào tạm biệt.